Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Tinh Tế. Đây là Realme 9 phiên bản 4G và nó là cái chiếc máy kế nhiệm cho Realme 8 ra mắt hồi năm ngoái. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay và giới thiệu nhanh với anh em về cái chiếc điện thoại này xem nó có gì đặc biệt. Ok, và video sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trước tiên mình muốn chia sẻ với anh em về thiết kế của chiếc điện thoại này, bởi vì đây là một cái phần mình rất là thích. Anh em nhìn vào cái mặt lưng Realme 9 4G thì anh em sẽ thấy gì? Nó là một cái màu vàng rất là đẹp và nó có những cái ánh, nó có những cái họa tiết long lanh khi mà anh em thay đổi theo từng cái góc nhìn. Cái phiên bản màu vàng mình đang cầm trên tay đây là cái phiên bản mà Realme họ muốn nhấn mạnh nhất. Đó chính là cái phiên bản mà theo như Realme gọi, nó gọi là màu vàng ánh dương. Anh em sẽ nhìn thấy cái chiếc máy này, nó có một cái màu vàng và những cái họa tiết ở bên trong nó. Theo như Realme nói thì cái họa tiết này nó được lấy cảm hứng từ sa mạc. Tức là anh em tưởng tượng anh em ra những cái sa mạc hay là anh em ra những cái vùng đất mà nó có nhiều cát á, thì những cái chi tiết này nó sẽ liên tưởng đến những cái đồi cát hay là những cái vụn cát nó được nhấp nhô. Thì Realme họ lấy cảm hứng từ cái sa mạc đó để họ làm ra cái mặt lưng của cái chiếc Realme 9 này. Và thực sự đây là một cái màu rất là đẹp. Mình rất là thích cái màu này. Nó rất là nổi bật và nó sẽ phù hợp cho những bạn trẻ, những người mà chúng ta thích cái gì đó màu sắc, thích cái gì đó nó thể hiện cái cá tính của mình. Và anh em cầm chiếc điện thoại này ra ngoài đám đông thì người ta sẽ lập tức chú ý vào cái sự nổi bật mà anh em đang cầm trên tay. Và cái màu vàng của nó không phải là cái màu vàng từ trên xuống dưới, mà nó sẽ chuyển đổi đậm dần. Tức là trên đây cái phần màu vàng nó sẽ nhạt, sau đó nó sẽ chuyển xuống đậm dần ở phía dưới. Và những cái họa tiết nó thì nó luôn luôn ở đó, nó luôn luôn lấp lánh ở đó. Và cái cụm camera đây cũng vậy nè. Anh em nhìn vào kỹ cái phần viền camera, cái phần mà nó tiếp xúc với lại cái mặt lưng á, thì nó cũng được làm cái dạng giống như là kính trong. Anh em có thể nhìn vô được những cái phần chân cảm biến ở phía bên trong này. Nói chung là về cái cách mà Realme làm cái mặt lưng này thì mình rất là ấn tượng. Và nó thay đổi rất nhiều so với lại cái Realme 8. Ở Realme 8 thì chúng ta sẽ có cái dòng chữ Dead Tulip và nó là những cái họa tiết như là Gradient vậy đó. Nhưng mà Realme 9 thì nó đã phần nào đó mình cảm thấy rằng là nó trưởng thành hơn và nó đơn giản hơn ở cái mặt lưng, nhưng nó vẫn nổi bật và nó vẫn đẹp. Phần trên này chúng ta sẽ vẫn có cái dòng chữ Realme. Về cái mặt lưng này thì nó được làm từ nhựa thôi, nhưng mà nó được hoàn thiện rất là tốt, kiểu nhám, cầm rất là thích tay. Trọng lượng của chiếc máy này khoảng gần 180g mà thôi. Và cái độ dày của nó anh em thấy, nó dày 7,99mm. Trong cái phân khúc mà điện thoại tầm trung á, khoảng từ 7 cho đến 10 triệu, chất lượng hoàn thiện trên chiếc Realme 9 4G này mình đánh giá khá là cao. Những cái chi tiết, những cái khớp nối này, rồi những cái cổng kết nối này được làm khá là chỉnh chu. Mặc dù nó được làm bằng nhựa thôi, nhưng mà mình vẫn đánh giá cao về cái cách hoàn thiện của Realme ở trong cái phân khúc này, ở trong cái tầm giá này. Realme họ chia sẻ rất là nhiều, họ nói rất là nhiều về cái phần mặt lưng này. Cụ thể hơn á, là về cái kiểu thiết kế mặt lưng này thì Realme gọi nó là hologram bước sóng. Realme họ có nói với mình rằng là cái mặt lưng này họ sẽ trải qua rất là nhiều những cái quy trình khác nhau, như là cái quy trình là in bằng TUV này, rồi họ sơn phủ bằng cái lớp gọi là plasma atom, và họ sơn phủ rất là nhiều lớp. Và cái vị trí dày nhất nó sẽ đạt vào khoảng là 420 nanomet, và nó gấp 10 lần so với lại cái lớp phủ đen thông thường. Thì theo Realme á, để họ làm được cái thiết kế hologram bước sóng này và những cái chi tiết này, những cái họa tiết này, thì họ phải làm theo cái cách như vậy để chúng ta có một cái mặt lưng nó hoàn thiện nhất và trông nó tự nhiên nhất, và chúng ta cầm nắm vào nó cũng thích nhất. Đó thì đó là những cái gì về thiết kế của Realme 9 4G mà Realme họ chia sẻ với mình. Quay lại phía mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình có cái kích thước là 6.4 inch và cái độ phân giải là Full HD Plus, và cái tốc độ làm tươi của chúng ta sẽ có là 90Hz. Cái màn hình phía trước này thì nó cũng giống như là bao cái chiếc điện thoại khác. Nó có ba cái phần viền trên và viền hai bên đều nhau. Tuy nhiên cái viền dưới nó vẫn dày. Thì đây là cái đặc điểm chung của tất cả những chiếc điện thoại Android tầm trung hiện có trên thị trường. Cái tốc độ làm tươi 90Hz này, như anh em thấy ở trên góc màn hình nè, Realme họ có một cái tùy chọn, đó là họ sẽ biến thiên cái tốc độ làm tươi tùy vào cái ngữ cảnh mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như đây,
anh em thấy nó đã chuyển về 60 hàng, tức là khi mà chúng ta coi những cái nội dung tĩnh nó không có quá nhiều chuyển động, ví dụ như là anh em coi hình ảnh nè, hay là anh em để cái trang home như thế này, cái tốc độ âm tươi nó sẽ tự động chuyển về 60 hàng, tiết kiệm pin cho anh em hơn. Thì đây là một cái lợi điểm mà chúng ta sẽ thấy. Nó sẽ tương tự như cái cách hoạt động của cái màn hình trên những con flagship, đó là màn hình LTPO. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không có LTPO đâu. Nhưng mà cái việc mà đưa cái tốc độ âm tươi về 60Hz ở những cái nội dung không cần thiết phải hiển thị ở cái tốc độ âm tươi cao thì nó sẽ giúp tiết kiệm pin. Màn hình của Realme 9 thì sẽ có cái độ sáng tối đa là 1000 nits. Cái màn hình này nó khá là trong, nó khá là trong thôi nha, chứ nó không thực sự trong như là những cái chiếc điện thoại cao cấp đâu. Nó khá là trong và màu sắc của nó rất là tươi, rất là nổi bật. Độ tương phản của nó thì mình thấy rằng là nó cũng nằm ở cái mức là khá. Nói chung là hiển thị trên cái chiếc màn hình của Realme 9 này thì nó nằm ở cái mức gọi là vừa đủ để chúng ta có thể coi phim, vừa đủ để chúng ta có thể xem YouTube, vừa đủ để chúng ta có thể đọc báo, xem tin tức, lướt web gì đó. Đó. Nói chung là trong cái tầm giá này thì như thế này đã là ổn. Tiếp theo là về camera, thì đây là một cái điểm nâng cấp khá là lớn so với Realme 8 trước đó, và Realme họ cũng tập trung rất là nhiều vào cái phần camera này. Thì đây chính là cái cụm camera của Realme 9 như anh em thấy, và ở trên chúng ta sẽ có cái con số đó là 108 megapixel. 108 megapixel thực sự là nó không còn lạ lẫm trong cái thế giới smartphone hiện tại nữa, và kể cả cái phiên bản Realme 8 Pro ở năm ngoái chúng ta cũng đã sử dụng cái cảm biến 108 megapixel rồi. Nhưng cái cảm biến 108 megapixel ở trên Realme 9 này thì nó là lần đầu tiên xuất hiện. Như mình nói đó, năm ngoái nó chỉ có dòng Pro thôi, năm nay dòng thường cũng có. Thì cái cảm biến chính nó sử dụng cảm biến của Samsung ISOCELL HM6, và nó sử dụng cái công nghệ gọi là Nona Pixel Plus. Thì nó sẽ gộp 9 cái điểm ảnh lại làm một, và nó sẽ cho ra ảnh ở cái độ phân giải là 12 megapixel. Trên lý thuyết đó, cái kiểu gộp điểm ảnh như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái chất lượng hình ảnh tốt hơn, có một cái chi tiết cao hơn và cái độ tương phản cũng cao hơn. Hơn nữa cái khẩu độ của cái cảm biến chính này nó là f1.75, thì nó sẽ cho chúng ta nhận được nhiều ánh sáng hơn. Và kết quả là mình có chụp thử một vài những cái tấm hình từ cái chiếc Realme 9 này, ở cái điều kiện đầy đủ sáng, ảnh nó khá là chi tiết. Tuy nhiên là khi mà mình chuyển qua cái camera siêu rộng á, thì cái hiện tượng bệt nó xảy ra. Cái cảm biến thứ hai ở trên cái chiếc Realme 9 này nó chính là cái cảm biến siêu rộng, có cái độ phân giải là 12 megapixel. Còn cái cảm biến thứ ba đó là cảm biến macro, thì nó sẽ có cái độ phân giải là 2 megapixel. Thì nói chung là mình chụp thử trên chiếc Realme 9 này, chất lượng hình ảnh cho ra là chấp nhận được. Nó không có gọi là quá xuất sắc như là flagship đâu, nhưng mà nó cũng sẽ vừa đủ để cho chúng ta có thể post lên những cái trang mạng xã hội, trên Instagram, trên Facebook gì đó, và chúng ta có thể chỉnh sửa nhẹ thông qua cái công cụ chỉnh sửa có sẵn ở trong cái ứng dụng Gallery của Realme. Nói chung là về phần camera, về hình ảnh thì mình sẽ nhờ bạn Khang chụp thêm cho anh em để cho anh em có thêm những cái góc nhìn khác, và hẹn anh em ở trong một cái bài sau. Về camera selfie ở phía trước thì chúng ta sẽ có độ phân giải là 16 megapixel, và nó cũng hỗ trợ một vài các cái công cụ làm đẹp của Realme. Thì nói chung là Realme và một số những cái hãng sản xuất của Trung Quốc họ luôn luôn đầu tư vào cái camera selfie, và họ luôn tích hợp thêm những cái tính năng làm đẹp để phục vụ cho người dùng là châu Á. Thì chụp ra cái tấm hình của chúng ta nó sẽ mịn hơn, nó sẽ cà da cà mặt đó, nói chung là đẹp hơn đấy. Nhưng mà cái này sẽ tùy vào người, có người thích, có người không thích. Tiếp theo là về cấu hình, thì Realme 9 4G phiên bản mình đang cầm trên tay, nó đang chạy vi xử lý là Snapdragon 680. Thì đây là một con vi xử lý mới của Qualcomm. Nó sẽ có 8 nhân, trong đó sẽ bao gồm là 4 nhân hiệu năng cao là Cortex A73. Nó chạy ở cái xung nhịp là 2.4G, còn 4 nhân tiết kiệm điện là Cortex A53. Nó sẽ chạy xung nhịp thấp hơn. Thì RAM của chiếc máy này là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Và mặc định cái chế độ mà RAM ảo nó sẽ được kích hoạt, và nó sẽ lấy 3GB từ cái bộ nhớ trong của điện thoại. Và cái bộ nhớ trong ở trên chiếc điện thoại này nó đang chạy là chuẩn bộ nhớ UFS 2.2. Về pin thì chiếc máy này có dung lượng pin là 5000 mAh và nó hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 33W. Anh em thấy chiếc máy rất là gọn, rất là nhẹ như thế này mà viên pin của nó lên đến 5000 mAh. Thực sự đây là một con số khá là ấn tượng.
và nó hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 33W nữa, nó sẽ cho chúng ta cái thời gian sạc nhanh hơn, chúng ta sẽ không phải chờ quá lâu để chúng ta có thể có máy để sử dụng. Nhưng mà theo Realme nói thì cái chiếc điện thoại này nó sẽ đủ dùng cho anh em trong vòng một ngày dài, tức là sáng anh em rút sạc anh em xài, tới tối anh em về anh em cắm sạc. Một vài cái tính năng đáng chú ý khác trên chiếc Realme 9 này, chúng ta sẽ còn có là vân tay ở phía trong màn hình và sử dụng cái cảm biến quang học. Cái chiếc máy này đang chạy là Realme UI 3.0 ở trên cái nền là Android 12. Đây là cái điểm mình đánh giá cao ở trên Realme khi mà họ cập nhật cho những chiếc điện thoại mình lên cái phiên bản Android mới nhất khá là nhanh, và ở trong cái thế giới smartphone Android, trong cái phân khúc tầm trung này, rất là ít hãng họ chú trọng đến cái việc là nâng cấp phần mềm cho chiếc điện thoại của mình. Nhưng mà Realme thì nó đã có Android 12 và nó đang chạy cái phiên bản Realme UI mới nhất là 3.0. Tổng kết lại với Realme 9 4G thì cái điểm mình ấn tượng nhất trên chiếc điện thoại này đó chính là về cái thiết kế của nó, cái phần mặt lưng rất là ấn tượng luôn. Xài nó mấy ngày nay và khi mà mình cầm cái chiếc máy ra ngoài thì khá là nhiều bạn bè hỏi mình là cái chiếc máy này là máy gì mà nó đẹp vậy. Đó là Realme 9 và cái sự ấn tượng, cái sự bắt mắt từ thiết kế, và cái người đối diện chúng ta nhìn vào sẽ có thêm sự tò mò. Rồi cái điểm tiếp theo mình ấn tượng trên chiếc máy này đó chính là về hệ thống camera với cái độ phân giải rất là lớn, với những cái công nghệ mới đến từ Samsung, đến từ Realme và tất nhiên là từ cái thuật toán của Realme nữa, nó kết hợp lại nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng hình ảnh chấp nhận trong cái tầm giá này. Rồi và đó là những chia sẻ của mình về Realme 9 4G. Và anh em nghĩ sao về chiếc điện thoại này hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và nếu như anh em thấy video hay đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế nha. Và mình là Gia Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.